Chào các em, hôm nay cô vừa dạy chúng mình hai âm mới. Chúng mình hãy cùng ôn bài với cô nhé. Cùng quan sát và cho cô biết đây là hình gì. Đúng rồi, đây chính là bắp ngô đấy. Chúng mình cùng đánh vần tiếng ngô nào. Ngờ, ô, ngô, ngô. Tiếng ngô có âm ngờ đứng trước, âm ô đứng sau. Vậy hôm nay chúng mình sẽ học âm ngờ. Ngờ, ngờ, ô, ngô, ngô. Ngờ, u, ngu. Ngờ, u, ngu, hỏi, ngủ. Ngờ, u, ngu, ngã, ngũ. Ngờ, u, ngu, nặng, ngụ. Ngờ, ư, ngư. Ngờ, ư, ngư, huyền, ngừ. Ngờ, ư, ngư, ngã, ngữ. Ngờ, ư, ngư, nặng, ngự. Ngờ, o. Ngờ, o, ngo. Ngờ, o, ngo, huyền, ngò. Ngờ, o, ngo, sắc, ngó. Ngờ, o, ngo, hỏi, ngõ. Ngờ, o, ngo, ngã, ngõ. Ngờ, o, ngo, nặng, ngọ. Ngờ, ô. Ngờ, ô, ngô. Ngờ, ô, ngô, sắc, ngố. Ngờ, ô, ngô, hỏi, ngổ. Ngờ, ô, ngô, ngã, ngỗ. Ngờ, ô, ngô, nặng, ngộ. Ngờ, ơ, ngơ. Ngờ, ơ, ngơ, huyền, ngờ. Ngờ, ơ, ngơ, sắc, ngớ. Ngờ, ơ, ngơ, ngã, ngỡ. Ngờ, a. Ngờ, a, nga. Ngờ, a, nga, huyền, ngà. Ngờ, a, nga, hỏi, ngã. Ngờ, a, nga, ngã, ngã. Chúng mình hãy luyện đánh vần thật nhiều lần, sau đó luyện đọc trơn nhé. Cùng lật mặt tiếp theo nào. Âm tiếp theo cũng có cách đọc giống như âm vừa nãy chúng mình đọc đấy. Quan sát vào hình, chúng ta thấy đây chính là hình ảnh một bạn đang lắng nghe. Nghe, chúng mình cùng đánh vần. Ngờ, e, nghe, nghe. Ngờ, ngờ, e, nghe, nghe. Vậy, âm mà chúng mình học tiếp theo cũng phát âm là ngờ. Ngờ, ngờ, e, nghe, nghe. Ngờ, nghe. Chúng mình cùng ghép âm ngờ với âm y. Ngờ, y, nghi. Ngờ, y, nghi, huyền, nghì. Ngờ, y, nghi, hỏi, nghỉ. Ngờ, y, nghi, ngã, nghĩ. Ngờ, y, nghi, nặng, nghị. Ngờ, e. Ngờ, e, nghe. Ngờ, e, nghe, huyền, nghè. Ngờ, e, nghe, sắc, nghé. Ngờ, ê. Ngờ, ê, nghe. Ngờ, ê, nghe, huyền, nghề. Ngờ, ê, nghe, nặng, nghệ. Chúng mình hãy luyện đọc trơn, luyện đánh vần, sau đó đọc trơn. Chúng mình phải luyện tập thật nhiều. Cô biết rằng hai âm mà chúng mình học hôm nay đều rất khó nhớ. Vì vậy, chúng mình hãy dựa vào các bức tranh để nhớ lại âm mà cô đã dạy chúng mình nhé. Nào, chúng mình hãy cùng luyện đọc thật nhiều lần. Và cô rất mong là chúng mình sẽ đọc tốt đấy. Chào tạm biệt các con.